Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Tây Đô. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến đây một sản phẩm cực kỳ mới. Một cái sản phẩm mà nó chưa bao giờ xuất hiện trên kênh YouTube của mình. Để mình giới thiệu cho các bạn. Và tải trọng của sản phẩm này là tải trọng đang là 3,5 tấn. Thì mời các bạn cùng dõi theo video này của mình để chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sản phẩm mới này. Một cái sản phẩm mà bên mình dự đoán là trong tương lai nó sẽ thay thế khá nhiều sản phẩm 3,5 tấn trên thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Bên cạnh mình đây là sản phẩm xe tải rắc có tên số loại là L350. Sản phẩm rắc này thì các bạn nếu mà có kinh nghiệm nhiều về dòng xe tải rồi thì cũng biết rắc là một trong những cái tập đoàn cực kỳ lớn của bên Trung Quốc với cái tuổi thành lập đã tới 57 năm nay rồi. Và rắc thì luôn luôn là một trong những cái dòng xe trung ương của Trung Quốc, tức là toàn bộ các cái phần xe, cộ, khung gầm, chassis rồi là động cơ nó đều được nhập và nó đều được phân phối từ một đơn vị để sản xuất thôi, chứ nó không bị pha tạp đó. Bởi vì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các dòng xe Trung Quốc, nhưng mà đa số những cái dòng xe đó nó đã được pha tạp rất là nhiều rồi, tức là có thể là 60% Trung Quốc, 30% Việt Nam và 10% lại từ Thái Lan. Như vậy là cái chất lượng xe nó không đồng bộ. Còn chiếc rắc ở đây thì nó đồng bộ tới gọi là 100% rồi đó. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm này cho các bạn. Đầu tiên là về cái vẻ bề ngoài ở phần cabin. Đây là một trong những cái ngôn ngữ thiết kế cabin mới nhất của dòng xe tải Isuzu, một trong những dòng xe tải cực kỳ thương hiệu. Thế nhưng tại sao rắc lại được đăng ký cái đầu cabin giống với Isuzu? Bởi vì trên chiếc xe rắc hiện nay, cái phiên bản mình đang giới thiệu đây, nó đang được nắp động cơ Isuzu. Rắc trên thị trường thì sẽ có hai bản xe, một bản xe là nắp động cơ Cummins của Mỹ và một bản xe là lắp động cơ Isuzu của Nhật. Và tại sao nó lại sinh ra hai cái phiên bản như thế? Bởi vì là thực ra là rắc là sau khi người ta đã có tên tuổi rồi thì người ta tìm đến những cái thương hiệu mới để người ta liên doanh, để làm ra một cái xe nó tạo ra một cái sự khác biệt hơn, để họ có thể đa dạng hóa các sản phẩm hơn. Thì chủ yếu trên thị trường bây giờ thì cái động cơ Isuzu nó sẽ được nó sẽ phổ biến hơn và nó sẽ được ưa chuộng sử dụng hơn. Cho nên là bên mình đã chọn cái sản phẩm rắc có động cơ Isuzu để phân phối đến các bạn. Bởi vì Isuzu bây giờ thì các bạn biết rồi đấy, thứ nhất là nó lắp được lắp trên rất nhiều dòng xe này, ví dụ như rắc này, EZ49 của Đô Thành này, hoặc là chiếc Terra 350, một trong những chiếc xe cực kỳ hot trong thời điểm này của nhà máy Terraco đấy. Và ngoài ra thì nó còn tiết kiệm nhiên liệu nữa, cho nên là nó sẽ được sử dụng phổ biến hơn, phụ tùng phụ kiện dễ thay thế sửa chữa và cái giá thành để mua nhập phụ tùng phụ kiện nó cũng rẻ hơn. Còn về động cơ Cummins thì một trong những cái động cơ cũng khá là chất lượng, thế nhưng mà cái độ tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ tốn hơn, nó sẽ khoảng độ từ 12-13 lít đổ lên. Và ngoài ra thì do cái dòng máy Cummins mà lắp trên xe tải hiện giờ ở trên trong nước của chúng ta nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tức là nó không phổ biến, thế cho nên là về cái vấn đề sửa chữa bảo hành thì nó cũng sẽ khó hơn là cái động cơ Isuzu này đấy. Đấy là những cái giải thích vì sao mà L350, tức là chiếc rắc ở đây, có cái cabin rất giống với cái thế hệ mới của Isuzu đấy, vẫn thiết kế một cái đầu vuông. Về cái đánh giá ngoại quan thì mình cũng chỉ quay video ở đây thôi cho các bạn xem, bởi vì mỗi người sẽ có một cái gu thẩm mỹ riêng, sẽ có một cái khẩu vị riêng, thế cho nên là mình sẽ chỉ quay cho các bạn xem thôi. Còn về cụm gương thì xe rắc thì nó có một cụm gương rất là gọn gàng rồi, đây các bạn có thể chỉnh sửa tùy ý. Và với cái cụm gương này thì khẳng định là cung đường nào các bạn cũng sẽ đi được, các bạn sẽ không phải là lo cái gương nó tròng trành hay là nó bị vướng víu gì cả. Và một cái điểm nữa mà tôi rất là thích đó chính là cái cabin này, nó được thiết kế cái thân vỏ rất là dày dặn. Đây tôi sẽ gõ cho các bạn nghe này. Đó, đặc điểm của các cái cabin thiết kế theo dạng của Isuzu là nó rất gọn này, rất dày dặn đó. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu luôn đến cái phần ở trong nội thất của cabin đi, để cho chúng ta có thể có một cái tầm nhìn chi tiết nhất về cái nội thất của chiếc xe. Đây mời các bạn. Với một cái cabin của Isuzu thì các bạn cũng biết rồi đấy, cả những cái dòng xe ví dụ như Suzuki này hoặc Isuzu, những cái dòng xe đến từ Nhật, họ thường thường sẽ không quan tâm quá nhiều về cái vẻ bề ngoài hình thức, tức là họ chỉ làm sao cho nó đơn giản nhất, tối giản nhất, tiết kiệm chi phí, và nó chỉ quan trọng đến cái chất lượng xe cũng như là cái tính năng sử dụng của người dùng thôi. Và đây ở trên xe rắc này cũng thế, các bạn có thể thấy là những cái thiết kế này trông nó rất là thô sơ, nó chả có cái gì cả, mấy cái hộp để đồ, rồi là những cái tính năng cơ bản nhất là điều hòa hai chiều, rồi là nghe đài radio, rồi là trợ lực lái, rồi là điều chỉnh tăng giảm âm lượng ở trên vô lăng đó. Nó không khác gì một chiếc xe Isuzu thực sự cả. Và thậm chí là cái kết cấu của trên con Suzuki bây giờ nó cũng tương đối như thế này các bạn ạ. Tức là người ta làm nó đơn giản lắm, nó chỉ quan trọng là cái tính năng sử dụng của người ta được như thế nào thôi. Và trên xe này thì vẫn có 3 vị trí ghế ngồi,
rồi là hộp số này, hộp số 5 cấp này, phanh tay này, được đặt rất là tương quan, rất là dễ sử dụng. Đấy, người Nhật người ta làm những cái xe nó rất là đơn giản thôi nhưng mà sử dụng rất là dễ, và nó sẽ tránh những cái trường hợp mà hỏng hóc hoặc không cần thiết. Đấy, sinh hiện đại thì là hại điện, cho nên là họ làm vừa phải thôi, và quan trọng nhất là cái chất lượng xe. Đấy, với cái cabin này thì như tôi đã nói, cái thân vỏ nó rất là dày, thế cho nên là khi mà các bạn ngồi ở bên trong gần như là các bạn sẽ không nghe thấy bất cứ một cái tiếng động gì ồn nào ở bên ngoài. Nó sẽ giảm tối đa các cái tạp âm để cho chúng ta tập trung lái xe hơn, quan sát đường tốt hơn. Đó. Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu luôn ở trên cái phần đầu này là phần động cơ. Thì mời các bạn cùng xem đến cái phần động cơ của nó nhé, xem nó có đúng là Isuzu không. Và đây là động cơ trên chiếc xe rắc như mình đã nói. Đây, nó được dập đổi Isuzu luôn các bạn nhé. Bất cứ một cái thương hiệu nào mà khi mà nó đã là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, không phải các bạn cứ thích dập nó lên là được đâu, mà chắc chắn là các bạn phải làm theo đúng công nghệ của nó, đạt đủ tiêu chuẩn của nó và được nó công nhận, nó được nó bảo hộ thì các bạn mới được phép dập lỗi và được phép quảng cáo cái thương hiệu của nó các bạn nhé. Chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là cứ nắp nó lên là thích nói thế nào nói đâu. Và đây chính là động cơ Isuzu. Chiếc xe này mình đã nói rồi, động cơ này thì sử dụng trên rất nhiều dòng rắc, dòng Terra 350, dòng EZ của Đô Thành. Và thực tế là nó rất bền bỉ, nó rất tiết kiệm. Với cái dung tích xi lanh chỉ có 2.771 thôi, tức là khoảng độ 2.8. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 11 lít trên 100 cây. Và cái thông số nhiên liệu đó là nó đã bao gồm cả tải cả điều hòa và đi đường hỗn hợp các bạn nhé, chứ mình không nói cái trường hợp không tải đâu. Với cái động cơ này thì nó có một cái thông số mà mình cực kỳ bất ngờ. Về công suất thì nó gần như là nó đạt một cái công suất chung rồi cho dòng tải 3.5 tấn máy Isuzu, nó đều là 110 PS. Đấy. Thế nhưng mà cái con xe này với cái động cơ này nó lại sinh ra một cái moment xoắn cực kỳ khác biệt. Tức là nó đang là 400 Newton trên mét và nó đạt cái moment xoắn cực đại đó ở cái vòng tua từ 1.500 cho đến 2.200. Như vậy là nó cực kỳ kinh khủng các bạn ạ. Chúng ta không thể tin được rằng là với một chiếc xe 3.5 tấn động cơ chỉ có 2.8 thôi mà cái moment xoắn của nó lại vượt xa những chiếc xe 5-7 tấn bây giờ. Đấy. Điều này thì nó sẽ giải thích thứ nhất đó chính là cái phần hệ thống động cơ, hộp số cũng như là các cái trục các đăng rồi dẫn đến cầu của chiếc xe này nó hoàn toàn đồng bộ và nó được nhập 100%. Như thế cho nên là các cái chi tiết nó đồng bộ với nhau thì tỷ số chuyển nó sẽ tốt và nó sẽ sinh ra một cái moment xoắn tốt. Đấy là lý do đầu tiên. Và cái lý do thứ hai là khi mà moment xoắn này nó đạt tới 400 thì nó sẽ giải thích cho cái việc là cái xe này có thể chạy đường đèo hay không. Tôi khẳng định với các bạn nó thừa sức chạy đường đèo các bạn nhé. Một con xe K65 tấn bên mình đang có moment xoắn chỉ tới 370 thôi, tức là sẽ nhỏ hơn con này 30 Nm, mà nó đã chạy đường đèo băng băng với tải trọng từ 8 đến 10 tấn rồi. Vì thế cho nên khi các bạn mua chiếc xe này về 3.5 tấn có thể chở 5 đến 7 tấn là chuyện bình thường các bạn nhé. Neo đèo neo dốc bình thường. Và nó vẫn cũng được trang bị là cái phanh ngắt cổ xả rồi, cho nên là các bạn cứ đi di chuyển thoải mái, các bạn đổ đèo nó sẽ không xảy ra cái hiện tượng kẹt phanh, cháy phanh và bó phanh đâu, các bạn yên tâm. Phần cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn nó nằm ở phần thùng. Chassis gung gầm thì thôi không nói nữa nhá. Dòng xe bây giờ thì xe nào nó cũng dày dặn rồi, nó cũng đầy đủ nhíp, nó thừa sức để chịu những cái tải trọng mà các bạn cần. Nhưng mà phần quan tâm nhất đó là phần thùng. Về kích thước thùng tổng thể thì chiếc rắc N350 ở đây có cái chiều dài thùng là 4m4, rộng 1m8 và cao 1m8. Như vậy là với tải trọng 3.5 tấn thì đây là một cái sản phẩm khá là đa dạng phổ biến ở trong phân khúc thùng. Tức là đây là một cái chiều dài thùng hợp lý ở trong phân khúc xe tải 3.5 tấn mà rất nhiều khách hàng tìm. Chủ yếu khách hàng tìm những cái phân khúc xe tải 3.5 tấn mà họ phân vân là họ chỉ phân vân về cái chất lượng này, phụ tùng thay thế này và cái giá cả thôi. Và bây giờ thì mình sẽ nói cụ thể hơn phần thùng, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Như những gì các bạn đang thấy ở đây thì thiết kế thùng này thì bên mình làm tới khoảng độ 70% là inox. Ví dụ như những cái phần sắn bùn này, phần bo viền dọc thùng này, bo góc thùng này, rồi là bửng này và phần bịt ở trên này là bên mình làm tất cả bằng inox hết. Đó, chỉ có những cái phần mà nó mấu chốt, ví dụ như là các cái cột, các cái cột để giữ cho cái thùng nó được chắc chắn này và nó đứng thùng này, hoặc là phần sàn hoặc là phần dầm thì bên mình bắt buộc phải làm thép. Bởi vì những cái phần đó thì thép thì nó sẽ có cái độ dẻo dai và độ chịu lực tốt hơn là phần inox. Cho nên là những cái phần mà quan trọng thì mình phải làm bằng thép để nó có thể giãn lở với cái nhiệt độ rồi nó có thể chịu được lực tốt hơn. Đấy, phần sàn ở bên mình thì thực sự là bên Tây Đô mình đang rất là ưu ái cái thùng của rắc. Bởi vì thực ra là khi mà nói đến thương hiệu Trung Quốc ấy, không phải ai cũng chấp nhận được. Cho nên là bên mình cố gắng cải thiện ở cái phần thùng để cho các bạn có thể cân đối hơn. Ở phần sàn này thì bên mình thực sự ưu đãi làm, đã làm sàn tới 3 ly rồi các bạn nhé. Và như các bạn thấy đây này, cái chất lượng đóng thùng rất là tốt. Phần sàn gần như là không có một chỗ nào bập bõm cả. Các bạn thấy không? Cực kỳ chắc này. Đấy, nếu mà cái thùng mà đóng quá mỏng hoặc là
cái chất lượng gia công của thợ kém ấy, thì khi ngay khi các bạn đập vào nó sẽ tạo ra những cái tiếng lọp bọp và tiếng võng. Thế nhưng mà đây, đấy, sàn vừa dày, chất lượng tay nghề của thợ cực kỳ cao, cho nên là nó tạo ra một cái chất lượng sàn cực kỳ tốt ở đây. Còn về phần đằng các cái vách của thùng thì ngoài cái vỏ bọc inox ở ngoài ra đã dập sóng để tạo cái độ cứng rồi, thì bên mình cũng xây dựng trên những cái nền tảng cơ bản nhất, đó chính là ở bên trong sẽ có những cái sắt hộp, khung xương sắt hộp, và mình làm những cái chất lượng nó cực kỳ dày dặn là 40x40 và độ dày là 1,4 ly. Thế cho nên là các bạn yên tâm là cái thùng này nó sẽ rất là cứng cáp, nó đủ để chở những cái mặt hàng cơ bản của các bạn. Còn đương nhiên là khi mà các bạn có muốn có những cái biến thể biến tấu về thùng để có thể phục vụ cái hàng hóa riêng của các bạn thì các bạn cứ đặt ra vấn đề, các bạn chỉ cần bỏ tiền vào thôi, mình sẽ xử lý hết những cái vấn đề đấy cho các bạn, nó rất đơn giản thôi. Và đương nhiên là những cái gì mình làm ra thì mình sẽ đăng kiểm và sẽ ra phiếu được cho các bạn nhé, chứ không phải là mình cứ ra để cho các bạn tự đăng kiểm đâu, hoặc là chạy sai đâu, các bạn yên tâm. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu khá là cụ thể về cái dòng xe rắc này rồi. Về sau thì mình sẽ còn làm nhiều video hơn, và các bạn cần mình quay rõ về cái vấn đề gì, ví dụ như là máy này, hay là thùng, hay là gầm, hay là cabin, muốn quay rõ hơn thì mình sẽ làm một cái video ngắn, các bạn cứ để lại comment nhé, mình sẽ quay video ngắn cho các bạn xem. Và nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ sớm với mình, bởi vì thực ra là nó là xe tàu thôi nhưng mà nó ngon đấy, và cái thời gian để lấy được một chiếc xe này nó cũng không hề là ngắn đâu, ít nhất các bạn phải đặt trước từ 15 cho đến 20 ngày. Và với cái dòng xe này mình vẫn hỗ trợ trả góp tới 80% các bạn nhé. Các bạn cần mình hỗ trợ gì cứ điện cho mình. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.